Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Big Six. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tin tức nóng hổi và những câu chuyện đáng chú ý từ 6 đội bóng hàng đầu của Premier League. Đừng bỏ lỡ, hãy cùng chúng tôi đi sâu vào thế giới bóng đá đỉnh cao và khám phá những bí mật làm nên sức hấp dẫn của 6 ông lớn ngoại ngành. Arsenal là đội hay nhất thế giới khi không có bóng. Lời khen của huấn luyện viên Luis Enrique trước chuyến làm khách đến Emirates được chứng minh qua những gì diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu khép lại với thắng lợi thuyết phục dành cho Arsenal, pháo thủ có chiến thắng đầu tay tại Champions League mùa này. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta cho thấy lối chơi rõ ràng, tổ chức gắn kết và sự ăn ý từ mọi vị trí trên sân. Và sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã rất tự tin về việc đội bóng của ông sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, Arteta cũng đặc biệt dành lời khen cho một cầu thủ Arsenal ở trận này. Các bàn thắng trong hiệp 1 của Kai Havertz và Bukayo Saka đã mang về cho pháo thủ chiến thắng đầu tiên tại Champions League thể thức mới mùa này. PSG là một ông lớn ở châu Âu và Mikel Arteta tin rằng chiến thắng này sẽ là thông điệp mà Arsenal gửi đến phần còn lại, rằng họ đã đủ mạnh mẽ để làm nên chuyện ở Champions League. Tôi nghĩ chiến thắng này làm tăng thêm sự tự tin và niềm tin rằng Arsenal có thể cạnh tranh với bất kỳ đội nào ở cấp độ cao nhất. Các trận đấu châu Âu rất khác với Premier League, Arteta nói. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện sự trưởng thành trong cách chơi. Arsenal đã để lại dấu ấn của mình trong cách chúng tôi muốn thể hiện ở châu Âu, trước các đội hàng đầu, và tôi thực sự thích điều đó. Đây là một đêm đặc biệt, đêm châu Âu tuyệt vời cho một câu lạc bộ lớn. Trước hết, nó giúp bạn tự tin rằng mình có thể đối mặt với những đội bóng đáng kinh ngạc và đủ giỏi để đánh bại họ. Điều này sẽ thực sự hữu ích. Kai Havertz được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Arsenal và PSG. Ngôi sao người Đức lên tiếng ở phút 20, mở tỷ số cho Arsenal. Chia sẻ với cầu học trò sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta cho hay: "Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của toàn đội. Arsenal đối mặt với nhiều khó khăn khi PSG kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi có hiệp 1 áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, thế nhưng hiệp 2 trở thành câu chuyện hoàn toàn khác. Arsenal đối mặt với nhiều khó khăn hơn dự tính. Champions League đòi hỏi những yêu cầu, tiêu chuẩn khác biệt. Nhìn chung, chúng tôi đã xử lý tốt tình huống." Kai Havertz có màn trình diễn không thể tin được. Cậu gây ấn tượng với tư duy chiến thuật, cách kết nối với các đồng đội, nhận thức không gian chơi bóng. Havertz trở thành mối đe dọa thực sự trong vòng cấm địa. Cậu ấy là một trong những trụ cột trong đội hình của Arsenal hiện tại. Ike Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland và James McArthur đã ghi bàn khi Man City đè bẹp Slovan Bratislava 4-0, qua đó giúp đội khách giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League 2024-2025. Và với trận thắng dễ dàng này, đội chủ sân Etihad đã chính thức san bằng kỷ lục tại sân chơi số 1 châu Âu của Quỳnh Địch cùng thành phố Man United. Cũng liên quan đến trận đấu này, sau trận Pep Guardiola đã lên tiếng giải thích lý do vì sao Erling Haaland phải rời sân sớm. Trước cuộc đối đầu giữa Manchester City và Slovan Bratislava, The Citizen kém cách đến cùng thành phố Manchester United một trận trên bảng xếp hạng những đội bóng có chuỗi bất bại dài nhất tại đấu trường Champions League. Dưới thời cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, quy đó thiết lập lên chuỗi 25 trận bất bại từ năm 2007 đến năm 2009. Tuy nhiên, sau chiến thắng giòn giã 4-0 của thầy trò Pep trước đội bóng Slovakia đêm qua, người xanh thành Manchester chính thức san bằng thành tích này. The Citizen nhiều khả năng sẽ tiếp tục thể hiện sự thống trị tại Champions League bởi những đối thủ mà đội chủ sân Etihad chạm trán những thời gian tới đều bị đánh giá thấp hơn họ. Bắt đầu, một cuộc tiếp đón đại diện đến từ Cộng hòa Séc, Sparta Praha vào ngày 24 tháng 10. Nếu thầy trò Pep Guardiola tiếp tục đánh bại Sparta Praha và giành lấy kỷ lục này, đây sẽ là một nỗi thất vọng nữa dành cho người hâm mộ Quỷ Đỏ. Sau hơn một thập kỷ, cán cân quyền lực tại thành Manchester giờ đây đã không còn thuộc về Manchester United. Hà Lan đã ghi bàn thứ 3 trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của Man City trước đội bóng Slovakia, nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải này lên 11 bàn. Tính riêng ở Champions League, chân sút người Na Uy ghi đến 42 bàn chỉ sau 41 lần ra sân. Sau khi tận dụng thành công cơ hội, Haaland nhanh chóng được thay thế bởi James McArthur, người đã ghi bàn thứ 4 cho Man City. Khi được hỏi liệu Haaland có thất vọng khi không có cơ hội nâng cao thành tích của mình hay không, Pep Guardiola cho biết: "Erling không bao giờ thất vọng về huấn luyện viên của mình. Là một huấn luyện viên, tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn khi cậu ấy có mặt trên sân. Tôi sẽ giữ Erling trên sân mọi lúc. Nhưng khi tỷ số là 3-0, trận đấu gần như đã kết thúc và với số lượng trận đấu như hiện tại, chúng tôi phải biết cách chăm sóc cậu ấy." Erling đã có pha va chạm mạnh trong trận đấu trước với Newcastle. Đó là lý do tại sao cậu ấy được nghỉ ngơi sau bàn thắng tuyệt vời từ đường chuyền của Rico. Thẻ đỏ của Bruno Fernandes trong trận đấu với Tottenham Hotspur khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với Man United, dẫn đến thất bại chung cuộc 0-3. Man United sẽ vắng Bruno 3 trận tiếp theo và Erik ten Hag giờ đây cần phải tính đến phương án thay thế đội trưởng người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hiện tại các cổ động viên của Quỷ Đỏ đã có thể thở phào bởi phán quyết cuối cùng vừa được đưa ra. Cùng với đó, Mason Mount cũng đã lên tiếng trấn an các cổ động viên bởi vấn đề mà anh gặp phải trận đấu vừa qua. Bruno Fernandes đã trở thành tội đồ cho thất bại 0-3 của Man United
trước Tottenham ở vòng 6 Premier League tối 29 tháng 9. Sau khi trượt chân, cầu thủ này giơ chân phạm lỗi với James Maddison, ngăn pha lên bóng của Tottenham. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ chốt quyền thi đấu của thủ quân Man United. Nhận định về pha bóng này, Ten Hag cho hay: "Tôi không nghĩ tình huống đó đáng phạt thẻ đỏ, VAR có nên can thiệp. Tôi không muốn phán xét và bình luận. Trọng tài rút thẻ đỏ, còn tôi có ý kiến khác về pha bóng này. Tôi không nghĩ đó là thẻ đỏ. Chúng tôi đã có những cơ hội lớn trước đó khi tỷ số chỉ là 1-0 nên chúng tôi có thể trở lại. Rõ ràng tấm thẻ đỏ đã tác động lớn đến trận đấu." Sau trận đấu, Man United lập tức kháng cáo và thành công. Như vậy, Bruno Fernandes không bị cấm thi đấu 3 trận trước Aston Villa, Brentford và West Ham. Rõ ràng quyết định của trọng tài trong trận đấu là quá nặng. Chính Bruno cũng đã tuyên bố, ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là thẻ đỏ. Nếu đây là thẻ đỏ, chúng ta phải xem xét nhiều sự cố khác. Ít ngày sau trận thua trước Tottenham, Mason Mount lên tiếng chấn an người hâm mộ Man United về chấn thương mà anh đã gặp phải ở cuộc đối đầu với Tottenham. Trên trang Instagram cá nhân, cầu thủ sinh năm 1999 đăng tải bức ảnh đã được sơ cứu vết thương, đồng thời khẳng định mình vẫn ổn. Mason Mount cho biết, tôi ổn, chỉ bị chảy xước chút thôi chứ không sao cả. Cảm ơn những tin nhắn động viên. Mason Mount gia nhập Man United từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái với giá 60 triệu euro. Anh nhận được kỳ vọng khá lớn. Nhưng tới nay, cầu thủ người Anh vẫn chưa thể chứng tỏ giá trị. Mason Mount thường xuyên dính chấn thương và nghỉ thi đấu. Tới nay, tất cả những gì tiền vệ sinh năm 1999 làm được chỉ là một bàn thắng và một kiến tạo sau hơn một năm khoác áo quỷ đỏ. Dù đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea một giải trước, nhưng mọi thứ đã nhanh chóng xoay chuyển đối với Ben Chilwell kể từ khi huấn luyện viên Enzo Maresca được bổ nhiệm. Mới nhất, The Blue được cho là đã có quyết định tới tương lai của hậu vệ người Anh. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên Chelsea Graham Potter vừa qua cũng đã tiết lộ một sai lầm ông mắc phải trong quãng thời gian dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge trước đây. Ben Chilwell bị liệt tên vào danh sách các cầu thủ nằm ngoài kế hoạch cùng với Raheem Sterling. Tuy nhiên, việc chưa để tìm thấy bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa buộc Chilwell phải ở lại Stamford Bridge. Đã có những suy đoán về khả năng Maresca sẽ trao cho cựu cầu thủ Leicester cơ hội mới, nhưng theo The Mirror, mọi thứ nhiều khả năng sẽ vẫn diễn ra như hoạch định. Chilwell có thể sẽ nhận được những lời đề nghị vào tháng riêng 2025 và Chelsea sẽ chấp nhận bán cầu thủ 27 tuổi vào thời điểm này, bởi họ đang muốn tuân thủ quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League. Sau khi liên tục bạo chi trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng thành London cũng cần đẩy đi những ngôi sao nằm ngoài kế hoạch để đảm bảo sự cân bằng về mặt tài chính. Do đó, thay vì giữ Chilwell, họ sẽ chia tay anh ngay khi nhận được đề nghị phù hợp. Graham Potter đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Chelsea vào tháng 9 năm 2022. Nhưng chiến lược gia người Anh phải đón nhận một trận thua thảm ngay tháng đầu tiên ở Chelsea. Đó là thất bại 1-4 trước đội bóng cũ Brighton và điều này đã khiến ông không nhận được cảm tình từ người hâm mộ. Graham Potter bị sa thải vào tháng 4 năm 2023 khi mùa giải còn lại vài vòng đấu. Gần đây, Graham Potter đã chấp nhận làm khách mời trong chương trình Monday Night Football của đài Sky Sports. Và nhà cầm quân người Anh đã có những chia sẻ về sai lầm mà ông mắc phải ở Stamford Bridge. Sai lầm mà tôi mắc phải là nghĩ rằng chủ sở hữu mới sẽ mang đến cơ hội thay thế Văn Hóa. Nhưng Văn Hóa ngấm sâu ăn đế. Trước World Cup, chúng tôi chỉ thua 3 trận, trước Arsenal, Newcastle và Brighton. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã bị xem là gần như ở mức khủng hoảng. Chelsea đã quá quen với chiến thắng và quá dễ dàng để nghĩ rằng chúng ta không thắng và huấn luyện viên này không đủ tầm làm việc với đẳng cấp đó. Ông ta là vấn đề. Tôi có thể hiểu tại sao họ nghĩ thế bởi vì kết quả không như mong đợi. Mùa giải 2024-2025 là khởi đầu gần như hoàn hảo cho cuộc sống tại Anfield của Arne Slot kể từ khi ông tiếp quản đội bóng này vào mùa hè 2024. Mới đây, huấn luyện viên người Hà Lan đã có những chia sẻ thẳng thắn về thói quen quản lý thúc đẩy cầu thủ để giúp họ tỏa sáng. Tuy nhiên, cũng đang có những mối lo với các cổ viên của The Kop, đặc biệt là tương lai của các trụ cột, trong đó có Trent Alexander-Arnold. Ngay từ thời điểm hiện tại, có vẻ như đội chủ sân Anfield đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản mất đi ngôi sao người Anh. Arne Slot khẳng định Liverpool vẫn còn chỗ phải cải thiện, đặc biệt là sau khi không hài lòng với màn trình diễn của The Kop trong những phút cuối chiến thắng 2-1 trước Wolves. Mặc dù giành thêm 3 điểm để vượt lên trên Man City, nhưng chắc chắn đó không phải là màn trình diễn hoàn hảo của Liverpool tại Molineux. Tôi không dễ mất bình tĩnh đến thế và tôi không nghĩ rằng việc mất bình tĩnh mỗi ngày là ý tưởng hay. Vì đến một lúc nào đó, các cầu thủ sẽ cảm thấy, ồ, ông ta lại hét vào mặt chúng ta rồi đó. Điều đó không hiệu quả. Tôi nghĩ tốt hơn là nên cho họ thấy những điều thực tế mà họ nên làm. Điểm tích cực của tập thể này là khi tôi không chấp nhận sự tầm thường, nhưng bản thân những cầu thủ cũng không chấp nhận điều đó. Vì vậy, ngay sau trận đấu, tôi thấy một hoặc hai cầu thủ, thậm chí có thể là một vài người nữa cũng thất vọng. Đó không chỉ là về 15 phút cuối, mà còn về cách chúng tôi bắt đầu trận đấu. Điều đó không nằm trong tiêu chuẩn mà tôi mong đợi từ một đội Liverpool hoặc từ những cầu thủ này. Trên thực tế, ngay từ mùa hè trước, Chen đã bắt đầu được một vài câu lạc bộ hàng đầu châu Âu săn đón. Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của Real Madrid. Theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano,
Rose Marcos đã nhắm đến hậu vệ 25 tuổi như mục tiêu hàng đầu để thay thế Dani Carvajal trong tương lai gần. Và chắc chắn, viễn cảnh chơi bóng cùng hàng loạt ngôi sao đẳng cấp bậc nhất châu Âu, đặc biệt là người đồng hương Jude Bellingham, sẽ đủ sức hấp dẫn với Anon. Về phần mình, Liverpool dự kiến sẽ sớm thảo luận với Chen về một bản hợp đồng mới, nhưng đồng thời họ cũng đã lập nên một danh sách gồm những phương án tiềm năng để thay thế Chen. Trong đó, báo cáo từ Court Offside khẳng định Juan Luis Sanchez, tài năng trẻ thuộc biên chế Sevilla, hiện đang dẫn đầu danh sách mục tiêu của đội chủ sân Anfield. Được biết, bên cạnh Liverpool, một số đội bóng khác ở Premier League như Arsenal hay West Ham United cũng đang để mắt đến hậu vệ này. Đáng chú ý, hợp đồng giữa Sanchez và Sevilla chỉ còn thời hạn đến năm 2026. Đồng nghĩa với việc, nếu không bán đi Sanchez vào mùa hè năm sau, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan sẽ sớm phải đối mặt với viễn cảnh mất trắng cầu thủ này. Rõ ràng, đó là một thời cơ mà Liverpool cần phải tận dụng. Hai tuần trước, người hâm mộ Tottenham đã hình dung về một mùa giải thất bại khi họ thua Arsenal ngay trên sân nhà trong trận derby Bắc London. Đó là thời điểm Spurs chỉ thắng được một trong 4 trận từ đầu mùa. Sự khởi đầu như mơ mùa giải trước đã trở thành hiện thực trái ngược hoàn toàn so với mùa giải này. Tuy nhiên, trận thắng trước Man United đã khiến nhiều người nhìn đoàn quân của Postecoglou với con mắt khác. Vậy thì Tottenham đã thực sự hồi sinh hay chưa? Chiến thắng trước Man United tại Old Trafford hôm chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên dưới triều đại Ange Postecoglou, Tottenham mới thắng được một đội Big Six trên sân khách. Dù đối thủ bị chơi thiếu người và đang có phong độ trồi sụt, tuy nhiên không vì thế để phủ nhận những gì Spurs đã làm được. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội bóng áo trắng đã trả sang phần sân của đối thủ để tấn công. Đó là điều mà người hâm mộ gà trống muốn thấy, nhưng về cách Postecoglou vẫn làm từ mùa trước, cú bứt phá xuyên qua hàng thủ của Manchester United đến từ trung vệ Mickey van der Ven đã chứng minh cho sự quyết tâm và táo bạo trong cách nhập cuộc của đội khách. Tottenham đang dần lấy lại nguồn cảm hứng sau chiến thắng, nhưng không thể gạt đi những thiếu sót tồn tại từ đầu mùa đã khiến họ lao đao. Điển hình trong số đó là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo, đặc biệt là với trường hợp của Timo Werner. Một điều nữa cũng dễ nhận thấy là đội hình của Spurs chưa có chiều sâu. Tất cả những người được cho là xuất phát trong trận Super Sunday hôm chủ nhật vừa rồi đều là cầu thủ tốt nhất. Nếu đua đường dài và xoay tua, thầy trò Postecoglou sẽ rất dễ gặp phải trạng thái yếu đuối nhưng mà so tài với Coventry City tại League Cup. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Six tại Premier League trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.